niềm vui tràn ngập những thành công lợi lạc, những may mắn, những hạnh phúc trong cuộc sống đến với cả nhà mình, các anh chị, cái nhà mình nha. Rồi, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị mình đã đến với cái livestream của Lý ngày hôm nay. Xin chào Thu Hà, xin chào Nguyễn Anh, xin chào Minh Minh. Cảm ơn các bạn đến với livestream của Lý ngày hôm nay. Cảm ơn anh Vũ. Rồi, cảm ơn cái nhà mình rất là nhiều. Thì hôm nay là chúng ta tiếp tục, Lý cũng đang phân tích cái cuốn sách The Magic, phép màu. Và hôm nay thì chúng ta đã đi qua được 21 ngày. Hôm qua thì chúng ta đã thực hành cái ngày 21 kết quả tuyệt diệu. Rồi các anh chị đến với cái livestream của Lý thì các anh chị hãy thả tim, hay là các anh chị hãy comment một một cái bông, một cái hoa gì để Lý được thấy, được gọi tên, được chào các anh chị mình nha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh chị hãy comment, hãy thả tim, share like giùm cho Lý được không ạ? Cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị đã đến với cái livestream của Lý ngày hôm nay. Rất là chúc cho các anh chị buổi chiều vui vẻ, thành công, may mắn, hạnh phúc, giàu có đến với các anh chị nha. Rồi, xin chào Mai Quỳnh, xin chào Ngọc Rạng, xin chào bé Ngô. Cảm ơn các anh chị đến với Lý, đến với livestream của Lý. Thì hôm qua chúng ta đã đi cái ngày 21 là cái kết quả tuyệt diệu. Thì các anh chị nào đã ứng dụng cái phương pháp, cái kết quả tuyệt diệu không ạ? Cảm ơn các anh chị đã đến, đã thả tim, thả like cho Lý. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, thì các anh chị nào mà mình đã ứng dụng cái kết quả tuyệt diệu, các anh chị mình có thể comment cho Lý thấy được không ạ? Comment cho Lý thấy anh chị. Cảm ơn các anh chị đã thả tim nha. Rồi, các anh chị, mình hãy share like cho bạn bè mình vào, mình nghe. Vì mình ứng dụng cái lòng biết ơn này rất là vi diệu, rất là tuyệt vời á các anh chị. Các anh chị nào hôm qua mình thực hành cái kết quả tuyệt diệu á, thì mình có cái cảm giác như thế nào? Anh chị có thấy là mình, anh chị có thấy là mình ứng dụng trong mọi công việc nó được dễ dàng hơn không các anh chị? Trước khi mình làm một cái điều gì đó mà mình hình dung tưởng tượng và mình sống như thể nó đã đạt được rồi, và mình nói rằng là cái kết quả tuyệt diệu, thì mình thấy cái kết quả nó đến với mình, nó rất là suôn sẻ luôn, nó đến với mình giống y như là cái điều mà như là mình mong muốn vậy đó, nó rất là dễ dàng luôn. Và cái điều bên trong đó nữa là chính mình thực hiện, mình làm cái điều đó thì mình cảm thấy nó được hạnh phúc, nó được bình an hơn, đúng không các chị? Các anh chị nó ứng dụng rồi, các anh chị thấy thấy thật sự rất là bình an, rất là hạnh phúc, thì các anh chị hãy comment số 1 cho Lý thấy đi ạ. Thứ nhất thì mình sẽ tập trung hơn, đúng không ạ? Mình sẽ tập trung cái thân tâm trí của mình lại, hợp nhất là một. Hai, vì là mình làm một cái điều gì đó mà cái tâm hồn của mình á là nó chưa có về. Giống như là nhiều khi cái tay của mình làm chuyện này nhưng mà cái đầu của mình á, cái mình đang suy nghĩ một cái chuyện khác. Có khi là mình làm đồ ăn đi, ví dụ mình làm đồ ăn thì cái tay mình đang xách cái này mà mình nhìn cái khác, rất có thể là nó phải sẽ vào cái tay của mình, đúng không ạ? Đó là mình thiếu cái sự tập trung đó anh chị. Thì trước khi mà mình làm cái bất kỳ cái việc gì thì mình hãy dừng lại và mình ra quyết định, để chi, để mình kéo cái hồn mình về với cái thân của mình đó các anh chị ha, để nó không có đi chơi nữa, để là nó hiện diện ở cái hiện tại với mình. Thì khi mà mình ứng dụng như vậy, nó sẽ mình đó là mình rèn luyện cái sự tập trung, và khi mà mình rèn luyện nó thường xuyên như vậy thì cái thân, cái tâm, cái trí mình nó sẽ hợp nhất là một. Thì các anh chị mình làm mọi việc nó đều có cái sự tập trung, và khi các anh chị chạm tới đâu nó cũng sẽ hóa vàng ha. Mình chạm không phải là mình
Không phải là mình chạm vào một cái là nó hóa một cái cục vàng được các anh chị. Khi mà cái thân mình một nơi, cái hồn mình một nẻo thì mình không có thể là mình làm được cái gì, mình làm cái gì nó ra hồn hết, đúng không các anh chị? Bởi vì người ta nói là cái tâm ở đâu thì cái sự nghiệp nó ở đó, và cái tâm ở đâu thì cái ánh mắt trí tuệ của mình nó ở đó. Và cái cặp mắt trí tuệ của mình tạm thời mà nó không có tập trung thì nó sẽ bị cấp qua một bên này, đúng không các anh chị? Nên là mình đang ở cái tương lai chứ không phải là ở ngay cái hiện tại. Cho nên là mình mọi mọi trong cái mọi lúc mà mình làm bất kể cái công việc gì thì mình trước khi mình làm á là mình hình dung cái kết quả cuối cùng và mình ra quyết định, thì nó sẽ ở lại, nó sẽ làm với mình, thì mình sẽ dễ dàng đạt cái kết quả giống như là mình mong muốn. À, xin chào Vân Lê, xin chào Nguyễn Thị, xin chào Hường, xin chào Nguyễn Thị Liên. Cảm ơn các bạn đến với livestream của Lý nha. Rồi, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ thành công. Và các anh chị nha, mình làm cái gì thì mình cũng phải có cái sự hiện diện ở đó. Mình làm cái gì thì mình cũng phải bằng một cái cặp mắt gọi là cặp mắt trí tuệ. Và khi các anh chị mình làm mà mình bận suy nghĩ cái chuyện này, mình làm mà mình suy nghĩ cái chuyện khác, khi mà các anh chị, ví dụ như các anh chị ngồi với những người thân trong gia đình các anh chị đi, mà có khi là những cái người thân nói cái gì mình cũng không nghe, đó là lúc đó là mình không có hiện diện ở hiện tại, và mình để cho cái hồn mình nó đi đâu, nó đi chơi vậy, đúng không các anh chị? Nhiều khi là như vậy đó. Thì những cái người mà người thân của mình đang ngồi xung quanh mình, họ có vui không các anh chị? Ví dụ như các anh chị nói mà hỏi lại thì cái người đó nó ủa không nghe được gì hết, vậy thì như thế nào anh chị? Nó đúng không? Nên là mình ngồi ở đây thì mình phải để cái hồn mình ở đây và mình tập trung cái sự hiện diện của mình ở đây, thì mình sẽ sống ở cái hiện tại, mình sẽ sống ở cái hiện tại và mình tập trung mọi việc như vậy thì mình làm cái gì nó cũng dễ thành tựu. Và mình hãy ra quyết định cho cái kết quả trước khi là mình làm bất cứ chuyện gì. Giống như là nhiều khi mà mình đi uống cà phê với bạn mà mình á, thì cứ là bạn nói thì mặt bạn nói, cùng mình á, thì lo cái điện thoại mình không tập trung nói chuyện. Thì có nhiều người như vậy đó, nói là hả đi chơi riết là đi chơi với bạn mà thôi, à, giống như là đi một mình vậy đó, mỗi một người ôm một cái điện thoại không nói chuyện thì không ai nghe ai hết. Nó là nên là mọi lúc mọi nơi là mình cần phải sống với cái hiện tại, hiện diện ở ngay cái hiện tại. Còn cái ánh mắt trí tuệ của mình, và đó là cái sự tập trung của mình, thì khi mà mình tập trung á, thì nó sẽ hiện diện và nó sẽ giúp cho mình đạt được cái điều mà mình mong muốn. Và tất nhiên là trong cái việc mà mình ra quyết định ngay trong cái khoảnh khắc đó, nó không có dẫn tới là chạm tay hóa vàng. Và tất nhiên những người xung quanh, là khi mà mình có cái sự tập trung, mình có cái sự hiện diện, thì tất nhiên những người xung quanh mình họ sẽ vui, đúng không ạ? À? Và khi mà mình làm mọi việc nó đều chuẩn chỉnh hơn. Còn nếu mà mình mà không có tập trung, mình không có cái sự hiện diện, thì những cái người ngồi xung quanh mình họ sẽ cảm thấy như là họ không được tôn trọng, và họ nghĩ rằng là họ đang nói chuyện với ai vậy đó, đúng không anh chị? Ha. Và những cái mối quan hệ của mình á, là họ sẽ cảm thấy là họ không được yêu thương, vì khi đó là mình không có cái sự hiện diện đó. Mình không có cái sự lắng nghe, mình không có lắng nghe người khác nói, quan sát người khác nói cái gì. Và khi các anh chị không có cái sự hiện diện á, thì không có cái sự quan sát tốt. Nên là mình cần hiện diện thì những cái mối quan hệ nó của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Nhiều lúc là mình bận cái bên trong tâm trí mình lo suy nghĩ về một cái quá khứ hay là một cái tương lai, thế là mình quên đi cái sự hiện diện của mình, quên đi cái lúc mà mình đang ở đó. Thành ra cái phép màu của kết quả tuyệt diệu nó sẽ giúp cho các anh chị rèn luyện cái sự tập trung, và mình đang sống ở hiện tại, và trước khi mình làm cái gì thì mình ra quyết định thì nó sẽ ra hồn hơn, đúng không các anh chị? Khi mà mình làm cái gì cũng vậy, khi mà mình ứng dụng, mình sử dụng cái kết quả tuyệt diệu xong là mình ra quyết định cái kết quả cuối cùng mà mình muốn đó, là mình sẽ dễ dàng đạt được. Và trong cái khoảnh khắc mình ra quyết định cái kết quả mình muốn đó, là mình hình dung luôn, mình hình dung, mình tưởng tượng mọi việc nó đã hoàn tất rồi, để mà
để mình tập trung, có cái sự hiện diện ở hiện tại là mình chuyển đổi cái cảm xúc luôn. Nếu như mà có cái cảm xúc mà nó chưa có tích cực á, thì mình biết cách để mà mình chuyển đổi cái cảm xúc. Còn mình mà không biết chuyển đổi cảm xúc á, thì nó ra sao? Mình phải chuẩn bị, mình phải biết chuyển đổi cảm xúc của mình trong cái tần số tốt nhất bằng cách là mình phải hình dung cho mọi cái việc nó xảy ra theo cái ý muốn của mình. Thì tự dưng thì mình sẽ vui, mình sẽ hạnh phúc, mình năng lượng và mình sẽ cảm thấy là mình bình an. Và những cái cảm xúc tích cực như vậy nó sẽ giúp mình thu hút những cái điều tốt đẹp đến, giúp cho mình làm cái việc gì đó nó sẽ thuận lợi, nó sẽ suôn sẻ hơn. Và thứ nhất đó là mình cần cái sự tập trung, và thứ hai á là cái cảm xúc của mình tốt hơn. Và thông qua cái quy luật của vũ trụ giúp cho mình hoàn thành cái việc đó theo một cái trật tự linh thiêng, và mình có cái cảm giác mà lo lắng, mình không biết cái làm, mình không biết làm gì á, và thì mình sẽ lựa chọn cái cảm xúc là biết ơn nó đã xảy ra rồi. Đó là cái quyền lựa chọn ha các anh chị. Ở bên trong của các anh chị á, thì nó có sẵn hai cái hạt giống. Hạt giống bên trong tiềm thức của mình á, nó nuôi dưỡng cái hạt giống nào lớn thì nó sẽ, mình nuôi dưỡng cái hạt giống nào thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Mình ví dụ như là mình nói á, ví dụ như mình nuôi cái hạt giống mà nó không tích cực thì cái hạt giống không tích cực nó sẽ lớn hơn, và mình nuôi cái hạt giống tích cực, cái hạt giống tốt đẹp thì cái hạt giống tốt đẹp nó sẽ lớn và nó sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp, những cái nguồn lực, những quý nhân đến với mình. Nên là một là mình làm chủ cảm xúc của mình, hai là cảm xúc nó làm chủ mình. Khi cảm xúc nó làm chủ mình á là mình đóng vai nạn nhân, là mình không có làm chủ được cái cảm xúc, và muốn làm cái gì nó, muốn làm cái gì là nó dắt mình đi luôn. Nên là mình cần phải giành lấy cái quyền làm chủ cái cuộc, làm chủ cảm xúc là làm chủ cuộc đời ha các anh chị. Bằng cách mình làm chủ trong từng cái suy nghĩ, mình làm chủ trong từng cái cảm xúc. Có những cái cảm xúc mà nó ùa tới, nhưng các anh chị là chủ thì mình có quyền lựa chọn, đúng không ạ? À, ngày xưa thì mình không biết làm chủ cái lời nói của mình, nên là cái gì nó tới cái là mình nhận luôn, nó sai khiến mình luôn. Có những cái cảm xúc mà nó không tích cực, nó tới á thì mình không làm chủ được, mình không biết cách mà chọn á, thì coi như là nó sẽ làm chủ, nó sẽ kéo mình đi luôn. Giống như một cái người nào đó nó đến nói với mình là một cái điều không tích cực, đó là cái mình nghe theo và mình lo lắng, là cái cảm xúc mình đi theo luôn. Nên là nếu mà cái cảm xúc mình như vậy thì sao, thì nó sẽ thu hút đến những cái điều không tốt đẹp, không tích cực đến với mình. Nên là mình hãy lựa chọn, mình hãy biết cách lựa chọn và ra quyết định. Và con người thì một cái quyền lực, một cái quyền năng, đó là cái quyền lựa chọn và ra quyết định đó các anh chị. Và có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây á, mình làm chủ được cái cuộc đời của mình, làm chủ được cái suy nghĩ của mình, hãy comment tôi đi ạ. À, anh chị nào làm chủ được cái suy nghĩ, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được cuộc đời của mình không ạ? À, đừng có để nó muốn làm cái gì thì nó làm nha các anh chị. Mình hãy quản lý cái cảm xúc của mình. Những cái cảm xúc không tốt nó tới thì các anh chị nói là ta đang làm chủ ngươi, ta đang làm chủ. Và mình hãy là lựa chọn là cái điều mình mong muốn. Và ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu thực hành cái ngày thứ 22 là phương pháp phép màu ngay trước mắt. Thì hôm nay chúng ta đến với cái ngày 22 là phương pháp phép màu ngay trước mắt. Thì tác giả nói là sao tất cả những nghiên cứu và kiến thức khoa học của chúng ta, thế giới này vẫn là một điều kỳ diệu, tuyệt vời, bí ẩn, nhiệm màu, và sẽ gợi mở cho những người thật sự chú tâm suy nghĩ. Chú tâm suy nghĩ, chú tâm suy nghĩ ở đây tác giả muốn nói đến là cái sự tập trung, cái sự tập trung vào cái kết quả mà mình mong muốn đó, các anh chị. À, trong cuộc sống cho dù nó như thế nào, cho dù nó ra sao thì mình vẫn luôn tập trung vào cái điều mình muốn, mình tập trung vào những cái điều mà cái kết quả, cái điều mà mình mong muốn thôi. Cái gì mình tập trung thì cái đó nó mở rộng ha các anh chị. Nên là ngay lúc đầu chúng ta tập trung vào cái điều mình mong muốn, và trên cái hành trình của mình á,
có những cái sự kiện mà nó đến mà nó có những cái sự kiện đến nó giúp cho mình trưởng thành hơn, nhưng mình không biết tập trung, mình chỉ tập trung vào vấn đề thì nó sẽ quay cuồng vào cái vấn đề, và trên cái hành trình của mình thì sao, nó sẽ không có thuận lợi. Và trên cái hành trình của mình thì mình đi thôi chứ đâu có ai đi, đúng không ạ? Ví dụ đang trên cái hành trình mình đi mà mình gặp cái con chó nó sủa mình, không lẽ mình dừng lại mình sủa nó lại, đúng không anh chị? À, nên là vậy thì ngày hôm nay chúng ta có cái ngày thực hành qua một ngày, đó là chúng ta đã thực hành rồi cái ngày đó là gì, cánh cửa thoát khỏi sự không tích cực đó. Cái từng cái phương pháp này nó đã giúp cho chúng ta mỗi ngày luôn đi qua những cái không tích cực, chúng ta sẽ biết cách thoát khỏi cái sự không tích cực đó các anh chị ạ. À, các anh chị có nhớ không, cái ngày 7 gì thoát khỏi cánh cửa của sự không tích cực, thì bằng cách sao, khi những cái điều không thuận lợi nó tới với mình thì mình có tập trung vào mà ngay lập tức mình hãy nói cho tiềm thức mình biết là cái kết quả cuối cùng là mình muốn là cái gì, mình hình dung tưởng tượng cái kết quả đó thôi các anh chị, và mình chuyển đổi cảm xúc ngay, và mình cần phải tin rằng mình cảm ơn vì cái kết quả tuyệt diệu, mình cảm ơn cái kết quả tuyệt diệu, và mình nói ra mọi thứ. Và mọi thứ thì cái điều gì mình tập trung vào, cái điều gì thì cái đó nó sẽ mở rộng ngay lập tức. Và mình ứng dụng cái phương pháp thoát khỏi cánh cửa sự tiêu cực thì mình nhắm mắt lại, mình nói cái điều mà mình mong muốn, và mình hình dung tưởng tượng sống như đã đạt được rồi thôi, và sau đó mình cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu ha. Và mình chuyển đổi cảm xúc lên một cái tần số cảm xúc yêu thương, biết ơn, vui vẻ, hạnh phúc. Và Lý thì lúc đầu cũng vậy, cũng ứng dụng, và nó mình ứng dụng và mình rèn luyện riết thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, thành một cái lối sống của mình. Nên là trên cái hành trình mà mình đi á thì mình cũng gặp rất là nhiều điều không thuận lợi, thì mình sử dụng lập tức cái cánh cửa thoát khỏi cái sự không tích cực. Nên là vì thế mình cần phải giúp cho mình ở một cái năng lượng, phải rèn cho mình ở một cái năng lượng đỉnh cao mỗi ngày, và mình liên tục tiến về phía trước, mình liên tục tiến về phía trước, và mình giúp, và nó cũng sẽ giúp cho mình thành công, nối tiếp thành công. Và cái thói quen giữa cái người thành công và người thành công nó khác nhau ở một chỗ là người thành công thì người người thành công thì sao, người thành công thì luôn tập trung vào những cái điều mà họ mong muốn, họ tập trung vào cái kết quả cuối cùng. Còn những người không thành công thì sao, thì bị các vấn đề nó sẽ cuốn họ vào, và họ sẽ không vui, không thoải mái, không tích cực, và họ suy nghĩ mãi những cái vấn đề đó. Và những cái vấn đề đó mà mình suy nghĩ là mình để nó trong cái tiềm thức của mình thì sao, thì theo như luật hấp dẫn thì cái gì mà mình nghĩ tới thì nó sẽ hút tới càng nhiều. Tiềm thức của mình thì nó đâu có biết là mình không thích, nó tưởng nó là mình thích, cho nên mình suy nghĩ nhiều, nó sẽ hút đến cho mình nhiều những cái điều không có tích cực, nó sẽ hút đến cho mình những cái điều không có tốt đẹp, những cái phiền, những cái sự việc đó nó sẽ càng bự ra nữa. Nên là mình hãy xây cho mình một cái thói quen là mình hãy tập trung vào những cái điều mình muốn, và mình hãy tập trung vào những cái điều mà tích cực thôi. Và lực hấp dẫn thì mình càng suy nghĩ vào những cái kết quả mình muốn thì lực hấp dẫn sẽ đưa đến cho mình, sẽ tìm mọi nguồn lực giúp cho mình dễ dàng đạt được cái điều mình muốn hơn. Và các anh chị, có nhiều anh chị là mình ám thị bằng cách là mình nói với tiềm thức của mình là cái điều mình mong muốn, là gọi là ám thị á các anh chị. Mình mà càng ám thị, mình nói đi nói lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì tiềm thức của mình nó nói rằng là chủ nhân của tôi rất thích điều này. Nếu mà mình nói những cái kết quả muốn thì nó sẽ được xảy ra luôn. Và ở đây thì tác giả cũng nói, tôi chọn mỗi ngày thì tôi chọn ra 10 điều và viết chúng trong một mẩu giấy và luôn mang theo bên mình. Bất cứ khi nào có thể tôi sẽ lấy cái danh sách đó ra và đọc qua, thể hiện thật nhiều cái lòng biết ơn với mỗi cái điều mà mong muốn. Như thế
là tôi đã nhận được nó. Và đối như với những cái điều mong muốn đầu tiên, những cái điều mà khao khát với bất cứ thứ gì khác, tôi luôn nghĩ về nó trong đầu và nói từ nhiệm màu cảm ơn rất nhiều lần trong ngày, và cảm thấy rằng nó đã trở thành sự thật, và lần lượt từng mong muốn ấy của tôi trở thành sự thật ngay trước mắt tôi. Khi nhận được một điều, tôi sẽ gạch bỏ điều đó đi và thêm điều gì điều khác trong danh sách, và khi có mong muốn mới tôi lại viết thêm vào. Đó, rất là tuyệt vời ha các anh chị có lập danh sách những cái điều mình mong muốn không các anh chị? Khi mà Lý biết đến lòng biết ơn á, thì Lý cũng được nghe nói đến những cái video lòng biết ơn, thì Lý cũng tìm lên lên mạng, lên lên trên các kênh á, thì Lý cũng tìm xem nghe những cái video của ông của bậc thầy Jim Rohn á, thì ông ấy bảo như này. Ông Jim Rohn ông bảo rằng á, là cái việc đầu tiên trên cái hành trình đó là bạn hãy viết xuống những cái điều mà bạn mong muốn trong một cuốn sổ hay là trong một tờ giấy là 10 điều. Và ngài Jim Rohn nói á, là kể là y chang cái câu chuyện phép màu ngay trước mắt, và những cái điều ông viết xuống, những cái điều ông viết xuống là trở thành sự thật. Thì lúc đó là Lý mới biết lòng biết ơn, Lý cũng rất là khao khát có cái sự thành công, sự giàu có, khỏe mạnh. Nhưng mà mình không có biết có con đường nào, không có ai chỉ cho mình hết. Mình không có cái người bạn nào giàu có hết. Không có ai chỉ cho mình được cái con đường mà từ lúc mà mình đi rồi mình ứng dụng, mà bắt đầu là mình cũng lấy sổ lấy bút ra mình viết đó, mình cũng khao khát thì mình cũng nghĩ rằng là mình cần phải thay đổi. Thì mình mò lên những cái mò lên YouTube đó, thì mình xem cái video phát triển bản thân và bắt đầu lấy giấy ra viết, viết xong không biết cách nào luôn và không biết làm sao được. Thì mình cứ viết thôi, những cái điều mà mình mong muốn thì mình cứ viết xuống và mình cứ nghe những cái video của các tỷ phú đó. Rồi cái mình bắt đầu mình cũng lên TikTok, mình tìm những cái video được hấp dẫn, và mình cũng có nghe một cái câu chuyện đó là nói một cái ông đó là ông có một cái tấm hình là ông vẽ cái ngôi nhà của mình, và sau nhiều lần mà ông ta dọn nhà đó thì con trai của ông ta thấy cái thùng đó đựng đồ, nó lôi ra xem thì giật mình đưa lên hỏi ông là cái này là cái gì, thì ông nói là ồ cái bức tranh ngôi nhà là ông đã vẽ cách đây nhiều năm, nó là ông đã vẽ ra cái ngôi nhà và xe là những cái điều ông mong muốn đó, mà chưa biết làm sao để có nó luôn. Nhưng mà trong cái suy nghĩ đó thì ông đã có được cái ngôi nhà, đã tới lúc ông dọn đến một ngôi nhà mới thì nó y chang như cái ngôi nhà mà ông đã vẽ, đó là ngôi nhà ông đang ở luôn á các anh chị, rất là vi diệu đúng không các anh chị? Và từ những cái suy nghĩ đó thì Lý đó hẳn là đã được luật hấp dẫn thu hút đến gặp một cái vị doanh nhân trẻ tuổi trong một cái video trên TikTok, và Lý đã biết đến cái môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, và ngày hôm nay Lý được ngồi ở đây và Lý biết rằng luật hấp dẫn là đang hấp dẫn đến cho Lý đến những cái điều tuyệt vời, là do trong cái tiềm thức của mình đang khao khát, mình đang mong muốn có cái sự thay đổi, và tiềm thức đã giúp cho mình biết đến môi trường câu lạc bộ. Và một cái điều rất là tuyệt vời thì những cái danh sách mà Lý ghi xuống đó là Lý ghi 10 điều trước đó, thì bây giờ nó đã ra là nó đã đạt được bốn bốn năm điều gì đó rồi các anh chị. Nên là mình hãy viết xuống nha các anh chị, mình hãy viết xuống 10 cái điều mà mình mong muốn, và mình quy đổi nó ra từ cái điều mình mong muốn đó, mình quy đổi ra hình ảnh để chúng ta nâng cao, nâng cái suy nghĩ, nâng được cái cảm xúc của mình á, vì cái tiềm thức của mình thì nó sẽ hưởng ứng thông qua hình ảnh và cảm xúc. Và nếu như các anh chị nào mà muốn trở thành doanh nhân Chạm Tay Hóa Vàng trong câu lạc bộ á, thì mình sẽ được học những cái tư duy, những cái công cụ, những cái kỹ năng để mình ứng dụng cái tiềm thức, để tiềm thức thu hút đến cho mình những cái nguồn lực, chẳng hạn như là thu hút đến cho mình những cái chương trình mà mình đang học để mình thay đổi, là mình ứng dụng lòng biết ơn để mình giúp cho cuộc sống mình nó tốt lên, và mình cần phải có
mình cần phải có một cái nhóm gọi là cái nhóm rèn luyện chung để có người đồng hành dẫn dắt với mình. Nếu như các anh chị nào mà xem được cái video này mà chưa có cái nhóm mà để học tập, để phát triển, để có người đồng hành thì hãy nhắn cho Lý anh chị ha. Và lực hấp dẫn thì là bên trong mình có thì bên ngoài nó sẽ, bên trong mình có cái gì thì bên ngoài sẽ có cái đó, vì bên trong tâm trí của mình có tư duy của những người thành công thì mình sẽ biết cách học và biết cách rèn luyện để trở thành những cái người thành công. Nên là các anh chị mình cũng cần phải tham gia những cái nhóm nhóm học tập cùng với câu lạc bộ. Và nếu mà anh chị nào mà muốn tham gia vào cái chương trình doanh nhân chạm tới hóa vàng thì các anh chị sẽ được cài đặt lại những cái tư duy, những cái kiến thức về kinh doanh, và các anh chị sẽ được cái bộ tư duy của những thương nhân kinh tế lỗi lạc của nhân loại, sẽ giúp cho các anh chị cài đặt vào bên trong tâm trí của mình. Là cái gì có bên trong thì có bên ngoài. Và sau khi mình cài đặt cái tư duy của mình rồi thì mình cần phải học những cái kỹ năng trong kinh doanh, như là những kỹ năng về đàm phán, hay là kỹ năng marketing, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Và mình cần là mình phải đưa ra những cái chiến lược, và câu lạc bộ sẽ giúp cho mình những cái chiến lược để giúp cho mình phát triển, giúp cho mình có những cái xu hướng, những cái chiến lược giúp cho mình phát triển. Và nói chung là những cái năm qua thì câu lạc bộ đã giúp cho rất là nhiều các anh chị đang rất là giàu lên. Không biết ở bên ngoài là cái kinh tế, cái thị trường như thế nào, nhưng mà mấy năm qua thì câu lạc bộ mỗi ngày càng giàu lên là nhờ học được cái bộ tư duy, cái bộ công cụ kiến thức của những cái doanh nhân, của cái doanh nhân mà đã thành công, là những cái doanh nhân gọi là thương nhân kinh tế lỗi lạc của nhân loại, và họ sẽ không có đầu hàng trước những cái điều gì hết. Những cái điều không thuận lợi thì họ sẽ không có đầu hàng, họ sẽ biết cách để mà giữ vững, giúp cái doanh nghiệp của họ luôn phát triển các anh chị. Nên là chúng ta hãy viết xuống những cái danh sách 10 điều mà chúng ta mong muốn, giống như Lý hồi xưa vậy. Viết xong rồi thì mình đi tìm kiếm đủ đường, nhưng mình không có đạt được, cho tới khi mà mình biết mình tham gia vào cái môi trường câu lạc bộ thì luật hấp dẫn nó cũng thu hút đến cho mình, nó cũng thu hút đến để mà mình biết được cái môi trường của câu lạc bộ. Và đầu tiên thì Lý cũng tham gia vào ngay cái chương trình rèn luyện thân tâm trí 60 ngày để làm chủ cuộc đời, làm chủ cảm xúc. Và khi mà mình biết làm chủ cảm xúc thì mình mới làm chủ cuộc đời, và mình biết mình thấy được cái cảm xúc của mình là cái gì mà mình cần phải, nếu mà cái cảm xúc của mình không đúng, mình biết cách chuyển hóa ngay lập tức. Và bên cạnh đó là mình còn được khai phá con người phi thường bên trong của mình. Nó là mình biết cách chạm đến con người phi thường, hay là có một số người thì hay gọi là cái kho báu ở bên trong. Trong cái cuốn Sức mạnh tiềm thức thì cái ông tiến sĩ Joseph Murphy thì ông nói là mỗi một người có một cái kho báu vàng ở bên trong đó, nó nhiều hơn ở bên ngoài. Nên là mình cần phải làm cái quy trình để mình khai phá cái con người phi thường của mình. Là nên là các anh chị đang xem cái video này thì các anh chị hãy cho phép mình đi đến với nhóm học tập cùng với Lý. Vì chủ nhật tuần này thì câu lạc bộ có làm một cái quy trình rất là tuyệt vời giúp cho mình là trở giúp cho mình là làm một cái quy trình này, một cái quy trình đỉnh cao nhất từ trước tới nay luôn. Đó là quy trình nhập thân người thành công, và rất là nhiều các doanh nhân á, là mình nghĩ á, là ở trong câu lạc bộ á, có nhiều cái trình độ, có nhiều người thì cái trình độ cao, có nhiều người thì trình độ cũng ở chung chung, và có nhiều người trình độ rất thấp, nhưng tại sao họ đều thành công hết? Vì họ được làm cái quy trình này gọi là quy trình nhập thân người thành công. Nên là các anh chị mình hãy cho mình tham gia vào cái môi trường này để mà mình làm cái quy trình, để mình phải là cài đặt lại giúp cho mình dễ dàng thành công. Và
À, chủ nhật này là ngày 30 tháng 6 này các anh chị, là Lý sẽ được cùng với các doanh nhân, cùng với các anh chị trong môi trường câu lạc bộ làm cái quy trình này. Và cái quy trình này là Lý đã hóng rất là lâu rồi. Và Lý thấy các doanh nhân rất là trẻ tuổi, rất là thành công luôn, là nhờ họ ứng dụng cái quy trình này. Và còn bên cạnh đó thì còn rất rất là nhiều cái quy trình khai phá cái con người phi thường của mình nữa. Vì khi mà mình làm được cái quy trình đó thì mình sẽ cảm thấy cái niềm tin của mình tự tin về mình tin vào những cái điều mà mình làm được. Vì mọi người, những cái doanh nhân thành công thì họ cũng đâu có khác gì mình đâu, họ cũng có tay có chân, có mắt có mũi có miệng, và họ thành công thì mình cỡ nào mình cũng phải thành công, do là mình chưa có biết những cái điều mà họ biết thôi. Nên là mình cần phải theo những người thành công và mình học để mình thành công luôn, được không anh chị? Bởi vậy Lý nói là sao cái môi trường mà rất nhiều người thành công đến như vậy, vì cái thứ nhất đó là họ được học những cái gì, học thuận theo những cái quy luật của vũ trụ. À, nên là cái gì có bên trong thì có bên ngoài, và ứng dụng mình giống như là cái trong mỗi cái gia đình thì người ta nói sao, gia đình thì cũng có những cái quy tắc của gia đình. Rồi giống như là mình đi ra đường thì cũng có cái quy luật của giao thông, đúng không ạ? Và mình sống ở trong cái vũ trụ này thì mình cần phải sống thuận theo cái vũ trụ này thì nó cũng sẽ thuận lợi dễ dàng luôn. Nên là các anh chị mình cần phải cho phép mình học. Có những người là đã học rất rất là nhiều bên ngoài, nhưng mà khi đến với cái môi trường này thì họ được học những cái kiến thức ở đây, họ nói sao mà quá tuyệt vời. Tôi học ở bên ngoài rất rất là nhiều nhưng mà tôi chưa có được biết đến cái kiến thức này luôn. Nên là các anh chị hãy cho phép mình tham gia vào những cái chương trình học cùng với câu lạc bộ của những thương nhân kinh tế lỗi lạc thành công đó các anh chị. Mình sẽ được học những cái kỹ năng giúp cho mình hả trở thành một bậc thầy bán hàng, bậc thầy marketing, trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Và mình sẽ được học cách đàm phán các thứ, cách là và mình sẽ được học để mà mình thay đổi luôn từ cái gốc rễ bên trong của mình luôn, chứ không có phải là bề nổi không nè. Nếu như mà mình thay đổi cái bề nổi thôi á, thì là mình đứng giống như là mình đứng trên vai người khổng lồ thì được một thời gian thôi các anh chị. Nó thì sao, thì mèo trở lại hoàng mèo. Nên là câu lạc bộ giúp đỡ cho mình đi lên từ gốc đến rễ luôn, từ gốc rễ đi lên, giúp cho mình học tập, mình phát triển đi lên, và mình sẽ có một cái nền tảng vững chắc luôn các anh chị. Nên là mình chỉ cần là mình cho phép mình tham gia vào cái môi trường thực hành là một cái điều quan trọng nhất. Chứ mình một mình thì mình học một mình á, mình học trên các kênh á, thì nói chung thì mình học, thì Lý trước đây Lý cũng biết, Lý cũng đã học, nhưng mà một mình thì không có cái sự kỷ luật được, và mình không có cái môi trường để mà mình cùng nhau mình rèn luyện được, cho nên là mình chưa có dễ thành công ha các anh chị. Và bây giờ thì các anh chị mình muốn làm cái gì, nó đã có cái công thức sẵn rồi, vì người thành công họ đã để lại, ta nói là thành công luôn có cái dấu vết, người thành công luôn để lại cái dấu vết. Nên là bây giờ mình bắt đầu mình học theo người thành công và thành công luôn, được không ạ? À? Và cái chương trình mà chạm tới hóa vàng á, khi mà các anh chị đăng ký đợt này, các anh chị sẽ được tặng một cái vé đi offline cùng với câu lạc bộ, là ngay cái ngày đầu tháng 8 á các anh chị, đầu tháng 8 ngay thứ bảy chủ nhật, thì các anh chị sẽ được tặng một cái vé offline, và ở ngay cái chương trình offline này thì các anh chị sẽ được làm rất là nhiều cái quy trình khai phá con người phi thường của mình, khai phá cái khả năng tiềm ẩn của mình. Và khi các anh chị làm được những cái quy trình này về thì các anh chị thấy con người của các anh chị thấy nó khác liền, thấy nó sẽ nâng mình lên, và mình nó sẽ ứng dụng được sức mạnh tiềm thức, và mình rất là tin tưởng vào con người phi thường của mình. Ai cũng có con người phi thường hết, và do mình có những cái tư duy giới hạn cho nên là mình không có phát triển được. Và khi mà mình khai phá được, học được những cái quy trình này và mình khai phá được thì mình ứng dụng được, thì
cái tài chính của mình nó cũng sẽ bứt phá một cách ngoạn mục luôn các anh chị. Nên là các anh chị nào mà mình đăng ký mình tham gia vào nghe cái chương trình này á, thì các anh chị sẽ được tặng một cái vé offline miễn phí. Và cái thứ hai nữa là ngay cái đầu bắt đầu ngay đầu tháng 7 này thì chúng ta sẽ có một cái chương trình doanh nhân, và đó là cái chương trình bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức ha, bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức rất là đỉnh cao luôn các anh chị. Đó là cái nhóm doanh nhân Trạm Thái Vàng này nè sẽ giúp cho mình có một cái chương trình bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức, và tháng sau thì chúng ta lại tiếp tục học về cái nghệ thuật bán hàng đỉnh cao, và mình cài đặt lại xem cái tư duy của mình, cái niềm tin về cái những cái tư duy giới hạn về cái khách hàng của mình. Mình sẽ được cài đặt lại một cái bộ tư duy mới của những thương nhân kinh tế lỗi lạc của nhân loại ha các anh chị. Và mọi gốc rễ thì nó đến từ cái tư duy, và các anh chị mình cài đặt cái tư duy xong thì các anh chị học cái kỹ năng nữa, học cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng marketing, thì các anh chị sẽ kinh doanh mà các anh chị bỏ ra ít vốn nhưng mà các anh chị sẽ có là cái khoản lợi nhuận nhiều nhất. Và sau đó thì mình học cái kỹ năng bán hàng về xây dựng hệ thống marketing, trên online tự động hóa luôn các anh chị. Đó, và các anh chị được hướng dẫn cho mình cái xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng internet. Đó, và mình xây dựng được cái thương hiệu cá nhân thì khách hàng sẽ tự tìm đến với các anh chị luôn các anh chị. Ngày xưa thì mình đi học bao nhiêu năm mà mình đi ra mình làm á, lương có mấy triệu thôi các anh chị. Còn bây giờ mình ở đây thì mình chỉ cần rèn luyện cho mình từ 6 tháng đến 2 năm thì mình sẽ đi trên cái hành trình này, thì các anh chị sẽ thấy các anh chị sẽ được thay đổi cuộc đời. Và tham gia cái chương trình này thì có rất là nhiều các doanh nhân, có rất là nhiều cái doanh nhân là từ 6 tháng đến 2 năm và đã tự do tài chính. À, rồi có rất là nhiều, tạo ra cho mình rất là nhiều cái bất động sản và nhiều cái tài sản khác nữa các anh chị. Nên là mình hãy cho phép mình tham gia vào cái môi trường học tập và rèn luyện này các anh chị nha. Mà nếu như các anh chị nào mà chưa biết mà mình chuẩn bị mình đi kinh doanh mà mình chưa biết mình phải kinh doanh cái gì, thì các anh chị hãy đến với nhóm học tập, đến với nhóm học tập của Lý và câu lạc bộ, thì các anh chị sẽ được định hướng luôn là mình sẽ kinh doanh cái gì và cái sản phẩm gì nó đúng ngay cái xu thế của thị trường. Và thì hôm nay thì sau cái bài hôm nay thì chúng ta cũng thực hành mấy cái phương pháp nhiệm màu đó, thì cho theo như là cái cuốn sách này các anh chị nào có sách chưa à? Thì mình tối mình sẽ thực hành là mình ghi 10 điều mà mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy biết ơn về cái ngày hôm nay, mình thấy cái điều gì nó tuyệt vời thì mình ghi xuống, và mình hãy đọc qua những cái điều mà mình ghi xuống một lần nữa và mình cảm nhận bằng lòng biết ơn để mình đạt được cái điều mình mong muốn. Và mình hãy ghi cái 10 cái danh sách 10 điều mình mong muốn xuống, và mình để trong cái ví hay để gần ở nơi mà mình nhìn thấy nhất đó, để là mình phải mỗi ngày mình cần phải lấy nó ra và mình đọc qua và mình cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt, thì những cái điều mà mình ghi xuống đó nó sẽ sớm trở thành hiện thực các anh chị ha. Và trước khi đi ngủ thì hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và suy nghĩ về những cái điều tích cực, những cái điều tốt đẹp trong ngày, để mình có cái ý niệm mình đi ngủ trong cái ý niệm an lành, hạnh phúc, biết ơn. Và khi mà mình thức dậy thì mình sẽ có cảm giác rất là tuyệt vời, đúng không anh chị? Rồi, thì cái bài chia sẻ của Lý hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Rồi, hẹn các anh chị vào cái chương trình livestream ngày mai của Lý 14:30 các anh chị nha. Rồi, tạm biệt các anh chị. Thank you, I love you.